Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Khúc Khí sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm rau câu sơn thủy. Rau câu sơn thủy ăn vừa giòn ngon lại thơm mùi lá dứa, nước cốt dừa và cà phê sữa. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để đổ rau câu sơn thủy á các bạn, thì mình sẽ chuẩn bị ở đây là màu, gồm có hai màu ha, màu xanh với lại màu trắng. Màu xanh thì mình sẽ có ở đây là nước là lá dứa. Lá dứa mình chuẩn bị có khoảng 50g. Ngoài lá dứa ra để làm cái màu trắng thì mình sẽ sử dụng là nước cốt dừa. Nước cốt lá dứa nó đi với nước cốt dừa rất là ngon. Nước cái lon này của mình nó là 400 á các bạn. Nè ha, 400ml nha. Rồi ngoài ra mình chuẩn bị thêm là có khoảng 100g sữa đặc, 20g bột rau câu, khoảng 190g đường, xíu muối, ít vani. Và ngoài ra thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm là có khoảng 2 gói cà phê ha. 2 gói này mỗi gói của nó là 24g thì khoảng 48g ha, khoảng 50g bột và cà phê. Cà phê thì mình dùng cà phê sữa hay là cà phê đen gì cũng được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 190g đường. Bạn nào mà thích ăn ngọt á thì các bạn cho nó cỡ khoảng 250g ha. Còn mình ăn nó cũng vừa vừa thôi, mình cho nó cỡ khoảng 190g. Cho vào đây là 20g bột rau câu ha. Đây mình sẽ trộn đều hai cái loại nguyên liệu này lại với nhau, gồm có đường với bột rau câu nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 400ml nước cốt dừa một lon ha. Rồi mình cho vào đây là 50g sữa đặc. Nước thì các bạn cho mình là 400ml nước nha. Rồi thêm một ít vani và xíu muối nữa. Còn cái đường với bột rau câu các bạn thì mình sẽ cho vào sau ha. Đây thêm một xíu muối cỡ khoảng đầu muỗng muối thôi để cho nó đậm đà nó ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 500ml nước. Các bạn cho khoảng 50g lá dứa ha, mình cho vào đây mình xoay cho nhuyễn luôn để mình lấy cái nước lá dứa nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ hết cái phần nước lá dứa vào đây. Mình sẽ để cho cái nước lá dứa mình nó nghỉ cỡ khoảng 20 phút ha các bạn, để cho nó lắng bớt cái tinh chất lá dứa xuống thì mình làm ăn cái rau câu nó sẽ không bị đắng ha. Nước lá dứa sau khi mà mình để cho nó nghỉ xong rồi đó các bạn, thì mình sẽ chắc bỏ đi khoảng 1/3 ha, mình giữ lại khoảng 2/3. Thì như vậy thì cái màu nó sẽ đẹp và nó không có bị đắng ha. Rồi ok ha, mình bỏ đi cỡ nhiêu đây nha các bạn, mình giữ lại nhiêu đây. Rồi mình sẽ cho vào đây là 400ml nước, 50g sữa đặc. Rồi bây giờ mình sẽ múc 1/2 cái lượng bột rau câu đã trộn với đường á, mình cho vào đây ha. Cho vào xong rồi thì các bạn khuấy đều lên ha, cho cái bột rau câu mình nó tan ra và đường nó tan ra. Nếu mà các bạn muốn để lâu mà nó không có bị ra nước á thì các bạn để cái bột rau câu mình nó nghỉ ha, nó nghỉ có khoảng 1 tiếng thì nó nở ra, các bạn khi các bạn nấu lên thì nó sẽ không có bị ra nước. Để trong tủ lạnh nó không có bị ra nước ha. Còn nếu mà mình nấu mà mình ngâm liền á, mình nấu liền á thì nó sẽ bị ra nước nha các bạn. Rồi mình cũng sẽ cho toàn bộ cái phần rau câu đã trộn với đường á vào trong cái phần nước cốt dừa. Các bạn khuấy đều lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 gói cà phê sữa ha. Tiếp theo thì các bạn cho mình vào đây là khoảng 100ml nước. Rồi mình khuấy tan theo hỗn hợp cà phê sữa với nước này nha. Mình không có cho trực tiếp nó vào trong bột rau câu nha các bạn, nó sẽ khó tan và nó bóng cục lại á. Nên là mình sẽ pha với nước riêng nha. Sau khi mình để cái bột rau câu mình nghỉ xong rồi đó, bây giờ mình đổ vào trong nồi nấu ha. Cái này thì mình sẽ nấu hai nồi song song luôn nha các bạn. Nấu rau câu thì nhớ là mình khuấy thường xuyên một chút, nếu không là rau câu nó lắng xuống bên dưới nó sẽ bị cháy á. Tổng thời gian mà mình nấu cái rau câu này nè các bạn, nếu tính từ lúc ban đầu luôn á thì nó mất cỡ khoảng 17 đến 18 phút nha, tính từ lúc ban đầu luôn ha, 17 đến 18 phút. Tại vì nếu mà mình nấu rau câu này không có đủ thời gian thì nó sẽ không có đông được ha. Nhiều bạn nấu xong rồi không biết là canh bao nhiêu á, đổ ra thì nó cứ lỏng hoài à. Phải nấu cho rau câu mình chín ha thì nó mới đông lại được. Đây ha, về cái phần rau câu sữa cũng vậy luôn nha các bạn. Các bạn cũng bắt lên bếp các bạn vừa nấu vừa khuấy như thế này cỡ khoảng 17 18 phút ha. Thì bây giờ cái phần rau câu sữa này mình sẽ múc riêng ra 1/2 để mình làm mình pha cái màu cà phê sữa đó. Còn 1/2 thì mình sẽ giữ cái màu trắng này. Thì ha, mình sẽ múc 1/2 cái lượng mà rau câu màu trắng nè, mình cho nó vào trong cái thau cà phê sữa nha. Rồi, như thế này là được rồi nè. Rồi thì bây giờ về cái rau câu sơn thủy này á, đầu tiên thì các bạn thích đổ cái nào trước cũng được hết ha. Như thường ở nhà thì mình sẽ đổ màu trắng trước.
Rồi sau đó thì mình sẽ đổ tiếp đến cái màu xanh ha. Sau khi mình đổ hai cái màu đầu tiên xong rồi đó các bạn, thì các bạn chờ một lát ha, chờ có khoảng 1 đến 2 phút rồi mình cũng tiếp tục ha. Mình đổ màu trắng rồi mình pha thêm cái màu cà phê sữa này nữa, mình đổ lên đến khi mà nó hết luôn nha các bạn. Đây ha, sau khi mình chờ 1 2 phút rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ đổ cái phần cà phê sữa lên. Chờ một lát nữa ha, chờ 1 2 phút nữa ha, rồi mình cũng đổ màu trắng rồi màu xanh lên. Đây ha, sau khi mình chờ 1 2 phút rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cũng sẽ đổ cái lớp màu trắng lên. Sau khi đổ lớp màu trắng lên rồi thì mình cũng sẽ đổ lớp màu xanh lên ha. Đó cứ vậy nha các bạn, mình sẽ làm tương tự cho đến hết nha. Nếu mà trong trường hợp mà cái rau câu mình nó nguội quá, nó đông lại á, thì các bạn bắt lên bếp các bạn nấu, nấu cho nó nóng lên thì nó sẽ chảy ra nha. Đây ha, bây giờ mình sẽ đổ cái phần lớp cuối cùng nha các bạn. Các bạn cứ canh lớp này đổ hết lớp đó lên, lớp kia lên á, tầm 1 đến 2 phút ha, mình sẽ đổ cái lớp khác lên. Nguội thì các bạn bắt lên bếp các bạn nấu cho nóng lại là được nha. Đó thì đây là cái cách làm rau câu sơn thủy nha các bạn. Về cái màu thì các bạn có thể dùng nhiều cái loại màu mà các bạn thích, ví dụ như màu củ dền, màu lá dứa nè, màu lá cẩm nè, màu hoa đậu biếc ha. Đó, cứ rưới như vậy nha các bạn đến khi hết luôn ha. Sau khi mình đổ lớp cuối cùng xong thì mình để cho nó nguội ha, để bên ngoài cỡ khoảng 20 đến 30 phút cho nó nguội hoàn toàn luôn, rồi các bạn cho nó vào trong ngăn mát của tủ lạnh, các bạn để cho mình tối thiểu khoảng 2 tiếng nha. Rồi rau câu mình nó sẽ lạnh, ăn nó sẽ giòn và nó ngon hơn ha. Rồi thì đây là cái hộp rau câu mà mình đã để qua một ngày trong tủ lạnh rồi ha các bạn. Cho nó lạnh thật lạnh luôn, ăn cho nó ngon. Mà các bạn thấy không, mình ngâm rau câu xong rồi mình nấu lên mình đổ á, thì nó sẽ không có bị ra nước ha. Chứ còn nếu mà mình nấu trực tiếp thì thường nó sẽ bị cái nước á các bạn, nó rã ra ha. Thì mình ngâm đi, mình ngâm là mình nấu thì nó sẽ ngon nha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Nói chung rau câu sơn thủy á, nó cũng dễ ăn mà nó cũng ngon, nó lạ miệng ha các bạn. Nó vừa thơm cái mùi cà phê sữa nè, rồi thơm cái mùi nước cốt dừa và lá dứa nữa, rất là ngon ha. Mình cắt xung quanh á, cắt xung quanh cái mép nè các bạn, để cho nó tróc ra, rồi mình úp ngược lại là được. Rất là đẹp ha. Các bạn thấy không, rau câu sơn thủy nè, mình đổ hết lớp này đến lớp kia ha, rất là đẹp luôn. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Cốt Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món rau câu sơn thủy. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món rau câu này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.